vừa rồi các bạn cũng thấy hình ảnh khá là đẹp, đẹp có thể nói là không thể cưỡng lại. Đó chính là ba cái sản phẩm Note 10, hàng chính hãng. Nói chung là có thể nói là hàng siêu nướt nhưng còn rất là đẹp, chuẩn chỉ, đẹp không tì vết. Và chúng ta đây có ba màu sắc cho các bạn lựa chọn. Tuy nhiên khi các bạn lựa chọn màu sắc nào thì chúng ta cũng cần biết cấu hình của cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 chính hãng này nó như thế nào nhé. Thì đầu tiên, đặc điểm là chính hãng cho nên chắc chắn là sẽ dùng 2 SIM các bạn nhé. Dùng 2 SIM và có các ứng dụng thuần Việt như là Samsung Pay quà tặng Galaxy đầy đủ, không thiếu bất cứ một chức năng nào hết. Và đây cam kết là hàng chuẩn chính hãng, bởi vì shop Nhật Nam không bán máy xách tay. Và đối với tất cả những sản phẩm này, dù cho là màu sắc nào thì cũng đều có RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB và được trang bị con chip Exynos chính hãng của Samsung, Exynos 9825 8 nhân. Có thể nói rất là chất và siêu tiết kiệm pin, siêu tiết kiệm pin nha. Và về thời lượng pin thì con Note 10 này pin không cao, nhưng với tính chất siêu tiết kiệm pin nên sử dụng rất là ổn định. Và màn hình chỉ vào khoảng 6.3 inch, rất là chất, với màn hình cong, màn hình cong cũng như là camera trước công nghệ nốt ruồi ở giữa, khá là chất các bạn nhé. Và có 3 màu sắc cho chúng ta lựa chọn, đó là màu ánh bạc, màu hồng và màu đen. Thì các bạn cũng cứ biết là màu ánh bạc trước giờ nó luôn luôn đắt hơn, thì nó có giá bán ngày hôm nay là 10 triệu. Màu hồng và màu đen sẽ là 9,7 triệu. Giá này chưa bao gồm phụ kiện, nếu bạn nào lấy phụ kiện vui lòng cộng thêm 300 ngàn cho mình. Bạn nào lấy hàng nguyên hộp, nguyên hộp thì phụ kiện như thế này đây, bao gồm tai nghe, cáp sạc và cóc sạc zin chuẩn, hộp zin sẽ cộng thêm 500 ngàn. Như vậy là các bạn đã rõ, sản phẩm Note 10 này không có nhiều, chúng ta chỉ còn 3 màu sắc và mỗi màu sắc một máy tại shop Di động Nhật Nam. Bạn nào kết cái màu sắc nào hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng. Tất cả mọi thông tin của shop Di động Nhật Nam có dưới phần mô tả video. Các bạn nếu muốn tìm hiểu thêm thì bấm vào phần mô tả để xem, hoặc là có thể tìm kiếm ở Google cũng thấy thông tin của Nhật Nam nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến ủng hộ. Các bạn xem video nhớ nhấn like, chia sẻ cũng như là đừng quên đăng ký nhấn chuông để đón xem tiếp những clip sau ủng hộ trên Nhật Nam các bạn nhé. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.